Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 231. Kiếm công tử và Đao Tiên đều kinh ngạc, bọn họ cùng nhìn vẽ phía Ngô Bình, trong mắt là sự e dè kiêng kỵ. Ngô Bình lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh, cọ sát cái gì chứ? Hoặc là các người cùng lên một lượt, hoặc là tôi đánh các người. Cảm thụ được hơi thở khủng bố ở trên người của Ngô Bình, cơ thể hai người đột nhiên hơi run lên. Cậu, Kiếm công tử vừa kinh vừa sợ, liên tục lui về phía sau. Cho dù hắn đã rời đi rất xa nhưng sát ý của Ngô Bình vẫn khóa chặt vào hắn. Đao Tiên lập tức trở nên sợ hãi, hắn lập tức ôm quyền, bọn tôi không đánh. Lúc này Ngô Bình mới thu khí tức của bản thân lại, lạnh lùng nói, nếu muốn đánh nhau, bên trong có rất nhiều cơ hội. Cường giả dị tộc, sinh vật hỗn độn, tùy ý các người. Kiếm công tử, La Cảnh Kỳ ôm quyền, Lý công tử, bọn tôi thật sự xin lỗi. Lúc này, vị Thiết Huyền kia vội vàng đi đến, hắn nói, anh Lý, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Ngày mai là tiến vào mảnh vỡ của cổ kỷ nguyên, có một số người trong đây chúng ta chưa gặp mặt, tôi nghĩ có phải nên đi gặp mặt một chút trước khi xuất phát không? Ngô Bình cũng không trông cậy vào chuyện những người này có thể đánh bại được thiên kiêu dị tộc và sinh vật hồn đột, anh lạnh nhạt nói, tùy các người, có việc thì cứ tìm tôi. Nói xong, anh lập tức trở lại chỗ ở của mình, để lại ba người bọn họ đứng nhìn nhau. Kiếm công tử trầm giọng nói, không sai, là hắn, là người có được kiểm tọa vương đạo. Thiết Huyền nói, La Huynh, trước kia anh nói kiếm đạo vương tọa chắc chắn phải thuộc về anh. Bây giờ anh còn nghĩ đến chuyện đó sao? La Cảnh Kỳ cười khổ, không còn, đã gặp người thật rồi, tôi mới nhận ra được có chênh lệch bao lớn. Ban nãy, anh ta chỉ vẽ ra một đường cho tôi cũng không cản nổi. Nếu như anh ta ra tay, chắc chắn một chiêu tôi cũng không đỡ nổi. Sau khi đi vào, chúng ta chỉ cần đi theo anh ta là có thể đảm bảo sẽ giữ được mạng. Vị Đao Tiên kia cũng nói, tôi nghe nói, người này đã đột phá thiên môn cấp 9, không biết là thật hay giả. Hai người còn lại đều kinh hãi, thiên môn cấp 9. Làm sao có thể? Tuy rằng là cảnh kỳ bội phục Ngô Bình, nhưng cũng không thể nào tin nổi, hẳn lẩm bẩm nói, những cường giả đứng đầu nhân tộc như Ngọc Hoàng Đại Đế mà năm đó cũng chỉ đột phá được thiên môn cấp. Sao, việc đột phá thiên môn cấp 9 còn khó hơn gấp trăm lần, không ai có thể làm được. Đao Tiên. Nhưng thật sự cậu ta có thể làm được, tôi nhận được tin này từ một chỗ rất đáng tin. Bằng không, bậc đại nhân vật như Vô Thủy Thiên Tôn lại thu nhận cậu ta làm đồ đệ. Thiết Huyền, hai vị, tôi đề nghị chúng ta nên tìm được 6 người khác, sau đó cùng đi đến nơi ở của Lý Huynh để làm quen với nhau một chút. La Cảnh Kỳ và Đao Tiên Liễu Minh Tiền, tính cả Thiết Huyền cùng, đi tìm 6 người còn lại, những người này từ đầu cũng không muốn ở bên chỗ Ngô Bình. Có một số người nói. Dựa vào cái gì mà bọn họ phải đi đến chỗ của Ngô Bình, cậu ta cho rằng cậu ta là ai? Nhưng sau khi bọn họ biết được thực lực và thân phận của Ngô Bình, thì mọi ý nghĩ đều biến mất. Nửa tiếng sau, Thiết Huyền gõ cửa viện môn của Ngô Bình, hắn đi trước, cười nói, Lý Huynh, tôi và 9 người còn lại đến gặp Huynh, mọi người cùng làm quen với nhau một chút. Ngô Bình đứng ở cửa, lạnh nhạt nói, nếu tới rồi vậy thì vào đi. Rất nhanh, 9 người nối đuôi nhau đi vào. Trong 9 người này có 7 nam 2 nữ, 2 nữ tu, một người mặc váy đỏ, một người mặc váy trắng, dung mạo đều vô cùng xuất chúng, đặc biệt là vị nữ tu váy trắng kia, trông giống hệt như mỹ nhân ở trong sách. Thiết Huyền lần lượt giới thiệu mấy người kia với Ngô Bình, nữ tử váy trắng tên Bạch Chỉ Dung. Bây giờ những người này đã tìm đến mình thì Ngô Bình cũng giới thiệu đơn giản vẽ bản thân một chút, cuối cùng nói, chỗ phải đi lăn này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có sự nguy hiểm từ dị tộc và sinh vật hỗn độn, mà còn đến từ những sinh vật không biết được bên trong kỷ nguyên. Hơn nữa, bởi vì cơ thể chúng ta ở trong kỷ nguyên khác biệt, nên uy lực ở đó sẽ suy giảm vô cùng lớn, tốt nhất là các người nên có cách để bảo mệnh. Những người này có thể được lựa chọn, đương nhiên cũng có chỗ bất phàm, là cảnh kỹ ngạc nhiên nói, Lý Huynh, kiếm quanh của tôi có thể thi triển mà không căn thuận theo đạo pháp bình thường, uy lực cũng phải bằng 7 phần hơn lúc bình thường. Thiết Huyền. Tôi chuyên tu võ đạo có thể phát huy uy lực ở trong bất kỳ kỷ nguyên nào. Liễu Minh Tiên, thứ tôi luyện là tuyệt kỹ phi đao, có thể thích ứng trong mọi trường hợp. Đến lúc đó, ý nhất tôi có thể phát huy ra được 9 phần sát thương của phi đao. Những người này quả nhiên đều có bản lĩnh của mình, Ngô Bình không khỏi gật đầu, nói, tình huống bên trong như thế nào tôi cũng không rõ làm. Cụ thể phải hợp tác ra sao chúng ta đến bên kia rồi nói tiếp. Tuổi tác của mọi người đều không cách quá xa, lại còn là thiên kiêu của nhân tộc,
có không ít tiếng nói chung, cho nên rất nhanh đã thân. Bạch Chỉ Dung ngồi ở chỗ gần Ngô Bình nhất, cô hỏi, Lý công tử, ánh mắt cậu nhìn tôi lúc trước có gì đó hơi đặc biệt, có phải trước kia cậu đã gặp tôi rồi không? Không ngờ được, sức quan sát của Bạch Chỉ Dung lại lớn như thế, đã lập tức nhìn ra được chỗ khác biệt trong ánh mắt của Ngô Bình. Ngô Bình cười cười, tôi có một tập tranh, nhìn thấy một cô gái có dung mạo trông hệt như cổ. Bạch Chỉ Dung vô cùng ngạc nhiên, thật à, cô, ấy là ai? Ngô Bình, tôi không biết cô ấy chỉ ở trong tập tranh thôi. Sau đó, anh đổi chủ đề, nói với mọi người, ở chỗ tôi có một loại trùng sinh đan. Ăn vào viên đan này đảm bảo các người sẽ từ cõi chết sống lại trong 3 ngày. Cho dù là cơ thể hay thần hồn chịu tổn thương cỡ nào, cũng có thể sống lại. Hơn nữa, sau khi sống lại, thực lực của các người cũng không bị ảnh hưởng. Cả 9 người đều giật mình, không ngờ lại có loại đan dược thế này. Ngô Bình biết bọn họ không tin, nói, các người không cần nghi ngờ, bản thân tôi là cửu tử đỉnh đan sư, hơn nữa trùng sinh đan là đan dược cấm kỵ, chỉ có tôi mới có thể luyện chế. Thiết Huyền lập tức hỏi, Lý Huynh muốn đưa đan dược cho bọn tôi sao? Ngô Bình, tặng thì không có khả năng, các người có thể mua, mỗi viên đan dược giá 100 tỷ tiền đạo tôn. Tiền đạo tôn khác với tiền đại đạo, tu sĩ đạo cảnh có thể luyện chế ra tiền đại đạo, nhưng đại tôn tệ là do tu sĩ cấp hỗn độn luyện chế, số lượng cực ít. Trên thị trường, một tiền đạo tôn có giá trị bằng 5.000 tiền đại đạo, thậm chí còn cao hơn. Cả 9 người đều giật mình, nhưng nghĩ đến viên đan dược này có thể bảo mệnh, giá như thế cũng không tính là quá mắc. Thấy mọi người đều có hứng thú, Ngô Bình lập tức đi đến hậu viện luyện đan. Viên đan này, thật sự chỉ có thể do mình anh luyện ra. Vì luyện chế loại đan này tiêu hao cấm kỵ tối cao của bản thân anh. Cấm kỵ tối cao của anh có một loại năng lực, đó là trùng sinh. Làm luyện đan sư, anh có thể đưa loại năng lực này vào bên trong đan dược. Rất nhanh, lò trùng sinh đan đầu tuy đã luyện thành, là đan dược thượng phẩm, bên trên còn có một luồng khí tức kỳ dị. Ngay sau đó là lò thứ 2, thứ 3, tổng cộng có 12 viên đan dược. Lò thứ 2 là thượng phẩm, lò thứ 3 cũng là thượng phẩm. Trở lại phòng khách, anh lấy ra 4 viên thượng phẩm trùng sinh đan, nói, ở chỗ này của tôi có 4 viên trùng sinh đan, có mua thì mua nhanh. Thiết Huyền phản ứng nhanh nhất, lấy 2 viên, cười nói, Lý Huynh, 2 viên này tôi lấy. Nói xong, đưa qua một cái túi tiền, bên trong có tiền đại đạo và kho phiếu các loại thêm lên, hơn 200 tỷ tiền đạo tôn. La Cảnh Kỳ tương đối cẩn thận, hẳn hỏi, Lý Huynh, có thể cho bọn tôi nhìn thử hiệu lực của trùng sinh đan này không? Ngô Bình duỗi tay ra bất, lập tức một con tiên hạc đang bay trên trời bị hút vào trong tay của anh, dùng một tay bóp nát đầu tiên hạc, con tiên hạc này lập tức tận số. Sau đó, anh đút cho nó viên trùng sinh đan, thuốc bắt đầu có hiệu lực, đầu của con tiên hạc nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu, sau đó nó duỗi cánh, bay đi như chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, lần lượt bỏ tiền ra mua đan dược. Vẽ giá cả, thượng phẩm trùng sinh đan có giá 100 tỷ. Thượng phẩm trùng sinh đan có giá 150 tỷ đạo tôn tệ. Đối với mọi người mà nói, thứ này chính là vật bảo mệnh, cho nên, bọn họ có tiền nên lập tức mua 2 viên, không đủ tiền cũng phải mua 2 viên. Sau khi bán đan dược xong, Ngô Bình kiếm được một khoản nhỏ, sau đó lập tức đưa số tiền này cho Tử Trần, để cho cô tiếp tục mua sắm các loại thương phẩm. Thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhanh đã đến ngày hôm sau, đã đến thời gian tiến vào mảnh vỡ của cổ kỷ nguyên. Đích thân Vô Thủy Thiên Tôn đưa 10 người bọn họ đến chỗ sâu bên trong vũ trụ, nơi này là góc của vũ trụ, xung quanh hoàn toàn tối đen, ở nơi này thậm chí còn không có khái niệm thời gian và không gian, cũng chỉ có cường giả tê thiên cảnh như Vô Thủy Thiên Tôn mới có thể đi vào nơi này. Ở trong bóng tối vô tận này, phía trước có một mảnh vỡ cực lớn, còn lớn hơn mấy vạn lần so với hằng tinh, nhưng nó lại không sáng lên, chỉ có đến gần mới có thể phát hiện ra nó. Bây giờ... Ngô Bình mới phát hiện ra ở phía xa còn có mấy nhóm tu sĩ, trông dáng vẻ của bọn họ thì hẳn là đội thám hiểm do Tây Thiên Đình phái đến. Võ Thủy Thiên Tôn nói, mảnh vỡ kỷ nguyên này cực kỳ không ổn định, chỉ có tu sĩ từ hỗn độn lục cảnh đổ lên mới có thể tiến vào. Các ngươi đều là thiên tài đại diện cho người của nhân tộc, hy vọng các ngươi có thể có được thu hoạch. Nói xong, ông duỗi tay ra, bên trong mảnh vỡ đen nhánh kia lập tức xuất hiện một khu vực bị chìm xuống, tạo thành một cái động đen nhánh. Ngô Bình không hề do dự, là người đầu tiên đi vào, 9 người còn lại cũng lập tức theo sát anh. Mấy người bọn họ vừa tiến vào, Vô Thủy Thiên Tôn lập tức thu tay lại, ông lẩm bẩm nói, hy vọng đám người của Huyền Bắc có thể bình an trở về.
Sau khi 10 người tiến vào bên trong động đen, bọn họ liên tục rơi xuống, không biết đã qua bao lâu, bọn họ cảm nhận được trọng lực cực lớn, sau đó đều ngã mạnh xuống đất. Hai chân Ngô Bình chấm đất, đầu gối hơi cong xuống để hóa giải lực rơi. Những người còn lại đều không có năng lực của anh, 9 người bọn họ lục tục nện xuống mặt đất, trong đó có một người ngã xuống gãy cả hai chân, còn có một người ngã bể đầu. Bạch Chỉ Dung cũng ở trong số đó, trông dáng vẻ hình như là đầu chạm đất, trong nháy mắt, Ngô Bình đi nhanh đến bên dưới, duỗi tay đỡ lấy cô. Trong khoảnh khắc anh tiếp được Bạch Chỉ Dung, Huyền Thiết lập tức rơi ở bên cạnh, hẳn ngã xuống đến mức mũi miệng toàn là máu. Phải biết là hắn chính là người chuyên về võ đạo, cơ thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, vậy mà cũng bị thương. Bạch Chỉ Dung duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó cảm kích nhìn Ngô Bình, cảm ơn Lý công tử. Ngô Bình đặt cô xuống, sau đó lấy đan dược chữa thương phân phát cho mọi người. 10 người, ngoại trừ anh và Bạch Chỉ Dung thì dường như đều có thương tích trên người. Những đan dược chữa thương đó đều do anh đặc chế, hiệu quả rất tốt. Sau khi ăn xong không bao lâu, tất cả bọn họ đều khôi phục. Trong khi Ngô Bình chờ cho những người khác khôi phục thì anh quan sát cảnh vật xung quanh. Đây là một thế giới kỳ quái, trong không trung là tro đỏ, trên mặt đất đều là nham thạch và đá màu đỏ như tro dày nửa thước, đi một bước là bụi đất bay tứ tung. Ở nơi này cũng có không khí, nhưng thành phần trong không khí khác hoàn toàn so với thiên giới hoặc thế tục, trong không khí có độc. Nhiệt độ cũng tương đối cao, đại khái khoảng hơn 200 độ. Hơn nữa, ở khu vực của bọn họ, trọng lực rất mạnh. Còn mạnh hơn gấp mấy ngàn lần so với thiên giới, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho 8 người khác ngã bị thương. Sau khi khôi phục, Bạch Chỉ Dung hỏi, công tử, tiếp theo chúng ta nên đi bên nào? Thế giới này trông cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ chúng ta khó lòng đụng mặt được đội thám hiểm của Tây Thiên Đình. Ngô Bình, bọn họ không quan trọng, nơi này cực kỳ quỷ dị, trong không khí có độc, trong đống tro bụi đó cũng có độc, mọi người cần cẩn thận, nín thở. Nói xong. Lại ném cho mỗi người một viên giải độc đan. Lúc này, ở phía xa truyền đến âm thanh kỳ quái, sau nghi nghe được âm thanh đó, tất cả mọi người đều nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi qua đó tìm tòi cho rõ ràng. Âm thanh có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Bạch Chỉ Dung đột nhiên lên tiếng, hướng của âm thanh chắc chắn có bẫy. Giọng điệu trong lời nói của cô vô cùng khẳng định, dường như có được một năng lực nào đó. Ngô Bình nhìn mấy người bọn họ một cái, nói các người chờ ở đây. Tôi đi qua bên đó nhìn thử. Bạch Chỉ Dung lập tức nói, đừng đi. Ngô Bình cười nói, ở nơi có bẫy thì chắc chắn có sinh vật. Sinh vật bên trong mảnh vỡ cổ kỳ nguyên trông như thế nào, cô không định đi nhìn thử sao? Bạch Chỉ Dung, như vậy nguy hiểm quá. Ngô Bình, nơi mà chúng ta tiến vào vốn dĩ đã ngập tràn nguy hiểm. Anh không hề nhiều lời, sau đó lập tức bay đi theo hướng của âm thanh. Thấy Ngô Bình còn có thể bay được ở chỗ này, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là ngay vừa khi đến chỗ này, bọn họ đã biết bản thân không có khả năng bay lên được, bởi vì chỗ này là bên trong mảnh vỡ của kỷ nguyên cổ, không hề tồn tại trật tự như ở kỷ nguyên đại đạo của bọn họ. Ngô Bình có thể bay được, là bởi vì anh không bay bằng đạo pháp, mà là dựa vào sức mạnh cấm kỵ trong cơ thể anh có cấm kỵ tối cao, nó tương đương với Thánh Hoàng, dùng nó cho việc bay dễ dàng như trở bàn tay. Sau khi bay được chừng mấy chục dặm, Ngô Bình giảm tốc độ lại. Anh nhìn thấy một cái hố sâu cực lớn màu xám bạc, có vô số xúc tu màu bạc đang sáng lên, mấy cái xúc tu đó dài đến mấy trăm mét, bay múa ở trong không trung. Bên trên mỗi cái xúc tu đều có một con mắt to bằng nắm tay. Ngay lập tức, con mắt đó phát hiện ra Ngô Bình, vô số xúc tu kia lập tức chuyển hướng sông, đến chỗ anh, giống như mãnh thú nhìn thấy được con mồi béo bở. Ngô Bình không nhúc nhích, chờ đến khi một cái xúc tu cuốn lấy chân của anh mới dùng kiếm chém đứt cái xúc tu. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Cái xúc tu kia vẫn còn ở trên chân của anh, vặn vẹo không ngừng. Anh cầm cái xúc tu lên quan sát, phát hiện thứ này không hề giống với sinh vật mà anh biết, nó hoàn toàn được cấu tạo từ vật chất vô cơ, trong đó bao gồm cả kim loại. Thế nhưng, ở trong cơ thể nó chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị nào đó, năng lượng này tương tự như mạng lưới thần kinh của con người. Thú vị, hai mắt Ngô Bình sáng lên, nếu có thể nắm giữ được loại năng lượng này, vậy thì có thể chế tạo được con rối chiến sĩ còn linh hoạt hơn cả nhân loại. Sau đó, anh thử rút luồng năng lượng này ra. Lúc này lập tức thấy được diệu dụng của cấm kỵ có thể cắn nuốt và luyện hóa các loại năng lượng. Tay phải của anh cào vào trong không trung, trên xúc tu bay ra một luồng năng lượng trong dạng tia chớp, nó rơi vào lòng bàn tay của anh. Sau đó, xúc tu hóa thành một vật cứng màu xám trắng, đáp xuống ở dưới đất. Một luồng năng lượng như vậy lại vô cùng cứng cỏi,
độ khó để luyện hóa được cực cao. Thế nhưng, anh phát hiện trong cái thứ này lại khá có phần tương đồng với sức mạnh của cửu trọng thiên. Năng lượng bên trong cửu trọng thiên là năng lượng cao cấp nhất bên trong kỷ nguyên, thậm chí còn cao cấp hơn cả năng lượng ở dạng tia chớp này một chút. Vì thế, anh thử dùng thiên anh để hấp thu và luyện hóa nó. Thiên anh vươn bàn tay ra, chỉ nhấn một cái, năng lượng tia chớp kia lập tức hóa thành một luồng điện, tiến vào bên trong cơ thể thiên anh. Hình như luồng năng lượng này vô cùng thích thiên anh, nó lập tức ngoan ngoãn, cực kỳ thuận theo. Thấy có hiệu quả, anh lập tức bay thẳng vào bên trong hố sâu, vô số xúc tu vung về phía anh, bị anh chặt đứt từng cái một, sau đó ôm mấy chục cái xúc tu rời đi, tiếp tục hấp thu năng lượng tia chớp ở bên trong nó. Đối với loại năng lượng ở dạng tia chớp này, Ngô Bình gọi nó là linh năng. Dựa theo lý giải của anh, thì năng lượng này có thể ban linh hồn cho vật chất, làm cho thứ vật chất chưa từng có sinh mệnh chuyển hóa thành vật có sự sống. Sau 5 lần 7 lượt, trước sau chém hơn 1.000 cái xúc tua, linh năng được hấp thụ càng ngày. Càng nhiều, cuối cùng hóa thành một quả cầu to bằng 5 tay, tồn tại trong não của Thiên Anh. Lúc này, anh duỗi tay ra, mấy ngàn cái xúc tu cứng đờ trên mặt đất bỗng nhiên sống lại, phát ra ánh sáng bạc, con mắt trên đó lại mở ra một lần nữa. Ngô Bình lập tức cảm thấy những xúc tu đó dường như đã trở thành một bộ phận bên trong cơ thể của anh, những thứ mà mắt của chúng thấy được đều xuất hiện trực tiếp bên trên đầu anh. Luồng năng lượng này đã được Thiên Anh thuần hóa. Từ đó, có thể nhìn ra được lợi ích của cửu trọng Thiên Anh, nếu như Ngô Bình chỉ đột phá thiên môn cấp 8, thì không có cách nào luyện hóa được linh năng. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục tiến sâu vào trong hổ hơn, cắt xúc tu, luyện hóa linh năng. Khi đã hấp thụ đủ linh năng, Lanh lập tức đi đối kháng với những xúc tu này, tốc độ hấp thu linh năng của anh cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi hấp thu linh năng từ vô số xúc tu, Thiên Anh bên trong cơ thể Ngô Bình đã được nạp đầy năng lượng. Ngay khi có một xúc tu tiến đến gần anh lập tức bắt lấy nó, linh năng đột nhiên tiến vào, sinh vật trong hố sâu run rẩy dữ dội, sau đó là một tiếng vang lớn, tất cả xúc tu đều lăn lượt rũ xuống, rơi đáy trên mặt đất. Ngay lập tức, một lượng lớn linh năng mạnh mẽ tiến vào Thiên Anh của Ngô Bình, cuối cùng ngưng tụ lại thành một hạt châu huyền ảo bên trong cơ thể Ngô Bình, hạt châu xoay tròn, liên tục thở ra hít vào linh năng. Sau đó anh đáp xuống bên trong hố sâu, mới phát hiện ra bên dưới đống xúc tu là một cái vật thể hình cầu khá lớn, quả cầu này bao lấy một lượng lớn tinh hạch, không có cái nào giống với cái nào. Những tinh hạch đó hẳn là do chính vật hình cầu sinh ra, ước chừng cỡ hơn 1.000 viên, từ to như trái dưa hấu đến nhỏ như cái nằm tay. Ngô Bình lấy một cái tinh thạch màu tím, lớn cỡ nắm tay ra, phóng ra một tia linh năng. Ngay lập tức, tinh thạch này dường như đã trở thành một bộ phận trên cơ thể của anh, sau đó dựa theo suy nghĩ của Ngô Bình mà biến thành một đôi găng tay, bao bọc lên tay phải của anh. Hai mắt của anh sáng lên, lẩm bẩm nói, xem ra tinh thạch này thích hợp để kích thích linh năng hơn xúc tu sau khi căm đi tất cả tinh hạch, Ngô Bình quay trở lại chỗ cũ. 9 người đều đang đợi anh trở về, tất cả bọn họ đều nôn nóng. Nhìn thấy Ngô Bình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thiết Huyền hỏi, Lý Huynh, anh có nhìn thấy thứ phát ra âm thanh không? Ngô Bình gật đầu, vứt một cái xúc tu xuống đất, nói, chính là cái thứ này. Bên trong nó có chứa một loại năng lượng, thứ năng lượng kia cùng một loại với thần niệm, nhưng lại có phần khác với thần niệm. Nói xong, anh còn lấy ra một cái tinh hạch, dạy mọi người cách dùng chúng như thế nào. Nhìn đến thấy tinh hạch ở trong tay Ngô Bình biến hóa thành một thanh đoản kiếm cực kỳ sắc bén. Hai mắt của mọi người đều trở nên sáng ngời hơn nữa, Ngô Bình lại nhẹ nhàng đánh chế quái vật ở nơi này, có không ít người ở đây lại đột nhiên cảm thấy, sinh vật bên trong mảnh vỡ kỷ nguyên cũng không quá đáng sợ. Trong đó, có mấy người âm thầm nói với nhau, trong đó, có một người nói, Lý Huynh, tôi thấy không bằng chúng ta tách ra đi thăm dò, như vậy thì hiệu suất sẽ cao thêm một chút. Ngô Bình liếc nhìn mấy người này một cái, biết rõ tâm tư của bọn họ, lập tức khuyên bảo, anh nói. Con quái vật kia cũng không đối phó dễ dàng đâu, người này nói, Lý Huynh yên tâm, bọn tôi sẽ cẩn thận. Ngô Bình biết nếu như còn khuyên tiếp nữa, những người này sẽ cho rằng anh có tâm tư, nên chỉ có thể gật đầu, như vậy thì chư vị cẩn thận, có việc gì thì nhớ báo động kịp thời ngay lập tức, có 4 người kết bạn với nhau rời đi, đi về phía trước. Chỉ còn lại 4 người là Thiết Huyền, La Cảnh Kỳ, Liễu Minh Tiên, Bạch Chỉ Dung. 4 người này đều đã nhìn thấy được thực lực của anh, cho nên vô cùng tin tưởng anh. Nhìn 4 người kia đã đi xa, Thiết Huyền lắc đầu, nói, những người này không coi trọng sinh vật ở mảnh vỡ kỷ nguyên. Chuyện Lý Huynh có thể nhẹ nhàng làm được, bọn họ chưa chắc đã làm được. Liễu Minh Tiên cười lạnh, cái này gọi là không biết trời cao đất dày, có một số người không chịu chút khó khăn thì không biết trời cao đất dày là gì. Nói xong,
anh phân ra 4 tia linh năng, nhập vào cơ thể của 4 người, cũng dạy bọn họ nên dùng linh năng như thế nào. Cuối cùng, anh còn tặng cho mỗi người mấy khối tỉnh thạch, 4 người đều là thiên kiêu, Ngô Bình dạy qua một lần là nhớ, rất nhanh đã biến tỉnh thạch thành đủ các loại hình dạng, hoặc là trở thành công cụ phòng thân, hoặc là trở thành vũ khí. Mấy người bọn họ đang luyện tập biến hóa tinh hạch thành vũ khí thì đột nhiên, ở đằng xa truyền đến một tiếng thét dài, nghe như tiếng kêu cứu. Ngô Bình nhíu mày, nhanh như thế đã gặp phải nguy hiểm. Thiết Huyền hỏi, Lý Huynh, chúng ta có đi hay không? Ngô Bình, đều là thiên kiêu của nhân tộc, không thể thấy chết không cứu. Năm người bọn họ lập tức bay về hướng của âm thanh truyền đến, bay qua một ngọn đồi, Ngô Bình nói bọn họ dừng lại chờ tại chỗ, một mình anh bay về phía trước. Bay mấy trăm mét, thì nhìn thấy một người đang đứng trên mặt đất, hai chân người đó đang chìm xuống, đã chìm tới đầu gối, vẻ mặt của hắn đau đớn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thét dài. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn ta nhìn về phía Ngô Bình, trong mắt dường như phát ra tia chớp. Lúc này, hắn ta lộ ra một nụ cười quỷ dị, miệng niệm một đoạn chú ngữ tới chỗ Ngô Bình. Cơ thể của Ngô Bình đột nhiên chìm xuống, hai chân anh rơi xuống đất, cảm giác cả cơ thể trở nên cứng đơ. Anh lập tức khởi động linh năng. Ngay khi linh năng được kích hoạt bên trong cơ thể, cảm giác cứng đơ lập tức biến mất. Anh nheo hai mắt lại, xem ra linh năng cũng có thể khống chế cơ thể con người. Người kia hẳn đã bị một sinh vật kỳ nguyên nào đó bên dưới mặt đất khống chế. Đúng lúc này, có một luồng năng lượng màu xám bạc lao ra khỏi mặt đất, đánh đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình khởi động sức mạnh cấm kỵ, cộng thêm cả linh năng, tất cả cùng nhau ngưng tụ lại thành một cái bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh đến chỗ của năng lượng màu xám bạc. Sau khi bắt được nguồn năng lượng màu xám bạc, trong nháy mắt, nó ngưng tụ thành một con rắn màu xám bạc, nó giãy giụa bên trong bàn tay to của Ngô Bình. Sức mạnh cấm kỵ của Ngô Bình vô cùng mạnh mẽ, lại còn có linh năng thêm vào, rất nhanh con rắn bạc đã bị hút đi linh năng, cơ thể hóa thành một luồng khói. Linh năng mới được hấp thu này tương đối đặc biệt, sau khi nó tiến vào cơ thể Ngô Bình, lập tức tự động ngưng tụ thành một loại trận pháp huyền diệu nào đó. Trận pháp này hoàn toàn khác biệt với trận pháp mà Ngô Bình đã biết. Nó lại càng giống với một loại pháp trận nào đó có khả năng tính toán sức mạnh, tác dụng lên đại não của động vật. Sau khi trận pháp hình thành, linh năng của Ngô Bình lập tức dựa theo sự tính toán của trận pháp mà bắt đầu vận chuyển, mặc kệ là tần suất hay là cách vận chuyển đều đã xảy ra thay đổi. Sau khi thay đổi linh năng, thế mà lại có được năng lực kỳ lạ nào đó, đó chính là khả năng đông cứng cơ thể sống. Ngô Bình đi đến chỗ của tu sĩ nhân tộc ở trước mặt, hắn ta đã tắt thở. Trước đây, khi hắn ta phát ra tiếng là do bị linh năng khống chế nên hô lên, thật ra, người này đã chết. Anh phát tin tức, 4 người nhóm Bạch Chỉ Dung, lập tức đuổi đến đây, nhìn thấy xác chết ở trên mặt đất, bọn họ lăn lượt lắc đầu. Người này, chính là một trong 4 người đã đi, hân ta chết ở nơi này, vậy thì 3 người còn lại đâu? Bạch Chỉ Dung, công tử, hắn bị giết như thế nào? Ngô Bình suy nghĩ một lúc, nói, hắn bị rút đi sinh lực trong cơ thể, sau đó bị linh năng khống chế. Bởi vì vậy, có thể thấy được linh năng mà chúng ta hấp thụ ở đây có sinh lực của nhân tộc, sau này mọi người nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, chuyện này có nghĩa là nguy hiểm gấp đôi. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, Ngô Bình nhìn kỹ hơn, thì thấy đó chính là một trong 4 người đã rời đi, làm sao hắn ta lại quay lại. Người đàn ông càng đi càng gan, lúc cách bọn họ khoảng mấy trăm bước, sắc mặt của Bạch Chỉ Dung tái nhợt, nhỏ giọng nói, công tử, người này có chỗ nào đó không đúng. Ngô Bình cũng không nhìn ra được chỗ đặc biệt cho nên không khỏi hỏi, chỗ nào không đúng. Trên mặt của Bạch Chỉ Dung lộ ra vẻ kinh hãi, gằn từng chữ, tôi biết người này, bình thường khi đi đường thì hắn ta sẽ có một động tác nhỏ, là tay phải quen cong lại đặt ở bên phải cơ thể. Hơn nữa, khi hắn ta đi đường, hơi thở và bước đi của hắn đều rất phối hợp. Nhưng mà anh nhìn thử hắn ta xem, hô hấp và bước đi không đúng, cũng không có động tác nhỏ. Cho nên hắn ta nhất định không phải bạn của chúng ta. Ngô Bình nheo mắt lại, xem ra người đến đã bị linh năng khống chế, anh lập tức bấm tay, nhanh chóng bản ra một luồng linh năng vào chính giữa người kia. Luồng linh năng này, có khả năng hóa đá cơ thể sống, quả nhiên động tác của người đó cứng đờ lại, sau đó, Ngô Bình nhân cơ hội ra tay, đánh vào ngực. Hắn ta một cái, phụt, một tiếng trầm vang, người nọ bị đánh bay, trong miệng lại không phun ra máu tươi. Mà đồng tử trong hai mắt lại biến thành hình chữ thập, sau đó hắn ta lại nở nụ cười quỷ dị, khom lưng, hai tay chống xuống đất, rồi đẩy chân ra, đột nhiên lao thẳng đến Ngô Bình. Cho dù Ngô Bình không sử dụng sức mạnh cấm kỵ thì kiếm thuật của anh cũng đã là thiên hạ vô song, anh hơi nghiêng người, quý thánh kiếm trong tay huyễn hóa ra 3000 kiếm quang,
ngưng tụ lại thành 9 đóa sen, nghênh đón đối thủ. Kiếm đầu tiên nổ tung, người này đã bị nổ đến mức cả người toàn là lỗ, hộc máu rơi xuống đất. Sau đó là đóa kiếm liên thứ hai, thứ ba rơi xuống, liên tục nổ mạnh bên người Hân Ta, thổi bay tất cả xương cốt máu thịt của người này, nổ đến mức không còn là hình người. Cuối cùng, thịt của hắn ta và nội tạng đều nát bé, nhưng bộ xương màu vàng lại lộ ra, bên trong khung xương có năng lượng vàng kim đang bơi lội trong đó. Ngô Bình nheo mắt lại, nhìn ra được luồng năng lượng tia chớp vàng kim này hình như còn cao cấp hơn cả linh năng mà anh hấp thụ được. Nói như thế, linh năng cũng phân biệt cao thấp. Ngay lúc này, bộ xương vàng kim kia lại lao đến chỗ Ngô Bình một lần nữa. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, chân phải dậm xuống đất một cái, lấy bản thân làm trung tâm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số phù văn, đường kính trải dài ngàn dặm. Những phù văn đó phát ra kim quang, ngưng tụ lại thành một cái bát quái sát trận. Bát quái sát trận của anh hoàn toàn được điều khiển bởi sức mạnh cấm kỵ và linh năng, hiệu quả hơn rất nhiều so với những lần mà anh đã sử dụng. Sở dĩ bát quái mạnh là vì nó là một đại trận vượt qua mọi kỷ nguyên, cho dù là ở cố kỷ nguyên hay là ở kỷ nguyên của Ngô Bình, uy lực của bát quái đại trận đều chỉ có tăng chứ không có giảm. Hơn nữa, trận pháp này còn có thể dùng linh năng và sức mạnh cấm kỵ để điều khiển. Bên trong đại trận xuất hiện vô số lôi điện sát quang, liên tục đánh xuống bộ xương màu vàng kim, mỗi một đòn, trên bộ xương vàng kim đều xuất hiện một vết nứt, tia lửa bay ra tán loạn. Bộ xương đi chưa được 10 bước thì xương chân trái đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc, sau đó bị đánh gãy, rồi đến đùi phải, hai tay, cuối cùng là cả đầu nổ tung. Sát quáng tạo thành một cơn gió xoáy, xoay tròn quanh bộ xương, cuối cùng, bộ xương vàng kim bị nghiền thành bột phấn màu vàng kim, sau đó bột phấn lại bị nóng chảy thành chất lỏng màu vàng kim. Ngay sau đó, Ngô Bình khởi động sức mạnh cấm kỵ, rút ra linh năng màu vàng kim trong đó. Rất nhanh những linh năng đó lại hóa thành những sợi chỉ vàng nhẹ nhẹ, bị Thiên Anh hấp thụ, sau đó lại chuyển hóa thành năng lượng vàng kim rồi được trữ lại. Sau khi nhận được tia linh năng đầu tiên, anh ngay lập tức nhận ra linh năng màu vàng kim còn mạnh mẽ hơn linh năng tia chớp màu trắng gấp 10 lần. Hơn nữa, hiệu suất truyền tin tức của nó cũng hiệu quả hơn. Ngô Bình suy nghĩ, sở dĩ tiên đạo từ bỏ cơ thể, là bởi vì cấu tạo của bản thân cơ thể có chỗ khiếm khuyết. Ví dụ như thần kinh của cơ thể, cho dù có khỏe mạnh đến đâu thì cũng đều có phản ứng chậm trễ. Cùng là một sự việc, Thiên Anh tuyệt đối sẽ phản ứng nhanh hơn so với cơ thể một bước. Anh không khỏi nghĩ đến nếu như lợi dụng linh năng màu vàng kim khống chế cơ thể, vậy không phải phản ứng của cơ thể không phải sẽ đồng bộ với Thiên Anh hay sao? Linh năng mà vàng kim bên trong cơ thể ngưng tụ lại thành một trận pháp cực kỳ phức tạp. Anh khởi động trận pháp, lập tức phát hiện bên ngoài da của mình đã hình thành một lớp phòng thủ màu vàng kim kiên cố không thể bị phá hủy. Anh không có thời gian nghiên cứu cẩn thận nên chỉ có thể tiếp tục đi vẽ phía trước. Nhìn thấy Ngô Bình giết chết sinh vật quỷ dị cực kỳ lợi hại, bốn người kia đều vô cùng bội phục lập tức theo sát phía sau. Sau khi đi được một đoạn, Ngô Bình lập tức lan nguồn năng lượng màu vàng kim ra toàn thân. Cũng tỏa ra theo khắp bốn phương tám hướng ở dưới chân của anh. Lấy anh làm trung tâm, trong phạm vi một cây số đều bị anh khống chế. Đột nhiên, linh năng kim sắt phát hiện ra ở phía trước anh, theo hướng tả cách anh 1000 bước có một bờ cát màu xanh, bên trong bờ cát có một sinh vật kỳ lạ. Sinh vật này đang kiềm chế hơi thở của nó lại, hẳn là đang chờ con mồi của nó cần câu. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên, xem ra bên trong mảnh vỡ kỷ nguyên này, tồn tại một lượng lớn sinh vật cổ kỷ nguyên. Rõ ràng là bọn nó đều khinh thường cường giả ngoài kỷ nguyên này, vậy thì làm sao bọn nó tồn tại được? Dựa vào linh năng hay sao? Anh vừa suy nghĩ vừa đến gần bờ cát màu xanh ngay khi anh cách bờ cát khoảng 30 mấy bước thì đột nhiên trong cát phun ra một đường cát đen với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngô Bình lập tức biến ảo tinh hạch, tạo thành một cái tấm chắn màu tím, bảo vệ ở trước người. Phụt, tấm chân tinh hạch cực kỳ kiên cố bị đục một lỗ rất sâu, gần như là xuyên thủng tấm chắn. Nếu như không phải Ngô Bình chuyển linh năng kim sắc vào trong tấm chắn thì tấm chắn này cũng không thế nào trụ nổi. Ngô Bình vừa kinh ngạc vừa tức giận, linh năng màu vàng kim ngưng tụ lại thành một cái bàn tay to, mạnh mẽ đánh đến chỗ của sinh vật kia. Một tiếng trầm thấp vang lên, làm cho cát nổ tung, bên trong đó nhảy ra một sinh vật to như một con cóc, cái miệng nhọn trông như một cái ống, Ngô Bình bắt lấy nó bằng một tay, bóp mạnh. Bùm, con quái vật bị nổ tung, sau đó, linh năng màu lam phóng ra. Bị cấm kỵ của Ngô Bình hấp thu. Anh phát hiện, linh năng màu lam hình như yếu hơn nhiều so với linh năng màu vàng kim, nhưng lại mạnh hơn linh năng màu trắng gấp mấy lần. Nhìn qua thì có vẻ cấp bậc của linh năng màu lam nằm giữa linh năng màu trắng và linh năng màu vàng kim. Sau khi tích trữ linh năng, Ngô Bình phát hiện nó cũng ngưng tụ ra một loại trận pháp bên trong Thiên Anh.
Ngõ Bình không có hứng thú với năng lượng màu lam, vì thế anh nói với Bạch Chỉ Dung, tôi sẽ cho cô một loại lĩnh năng lợi hại hơn, nó sẽ hình thành trận pháp bên trong cơ thể của cô nên cẩn thận cân nhắc. Bạch Chỉ Dung cực kỳ vui mừng, nói, đa tạ công tử. Ba người kia đều ghen tị, thế nhưng ai bảo Bạch Chỉ Dung lại là mỹ nữ. Năm người tiếp tục buộc thân tác, bởi vì Bạch Chỉ Dung có được hai loại linh năng cho nên cô đã khám phá ra một vị trí cách Ngô Bình 2000 bước. Đi thêm cỡ mấy chục dặm thì đột nhiên Bạch Chỉ Dung dừng lại, khẩn trương nói, công tử, có chuyện. Ngô Bình lập tức hỏi, làm sao thế? Bạch Chỉ Dung nhìn chằm chằm vào một tảng đá cao màu xám hình người, nói, tảng đá này trông hơi kỳ quái, tôi không dám đến gần nó. Ngô Bình biết, Bạch Chỉ Dung này không chỉ có sức quan sát rất lớn, mà còn có khả năng phán đoán và hiểu biết sâu sắc, nếu cô đã nói như thế vậy thì có nghĩa là tảng đá này chắc chắn có vấn đề. Vì thế anh dùng tinh hạch ngưng tụ lại thành một tấm chắn, đồng thời đó khởi động linh năng kim sắc từ từ đến gần tảng đá. 50 bước, 30 bước, 10 bước, khi Ngô Bình sắp đi đến trước mặt của tảng đá cực lớn kia đột nhiên đứng dậy. Đúng thế, nó đứng lên, bên dưới tảng đá đột nhiên xuất hiện 6 cái chân, trên tảng đá cũng xuất hiện thêm 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều căm một cây roi tím, quất tới chỗ của Ngô Bình, chát trên roi có linh năng màu tím. Chỉ một chút nữa là đánh nát tấm chắn của Ngô Bình, tổng khoảnh khắc roi sắp đập xuống đầu của Ngô Bình. Ngô Bình lập tức dịch chuyển đến bên cạnh tảng đá, tay cầm quỷ thánh kiếm, đánh mạnh vào. Quỷ thánh kiếm vốn là thứ dị bảo, mượn sức của cấm kỵ tối cao và linh năng kim sắc, anh lập tức cắt sinh vật hình tảng đá kia ra làm hai nứa. Kết quả là, quái vật đá phân ra thành hai nửa, sáu tay và sáu chân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó. Chỉ thấy hai tay của nó nằm lấy nửa phần dưới kéo mạnh lên, lập tức nửa đoạn trên và nửa đoạn dưới hợp lại, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu ngay lập tức. Ngô Bình mở to hai mắt, cái thứ này vậy mà lại không chết. Ngô Bình mảng một câu, thi triển tuyệt thế kiếm thuật, cả người phân thành sáu, tấn công từ sáu hướng. Vèo vèo vèo, trong ánh kiếm lập lòe, quái vật đá bị chém thành mấy chục miếng. Lúc này, Ngô Bình không cho nó thời gian hồi phục mà trực tiếp khởi động bát quái sát trận để luyện hóa nó. Giống như việc luyện hóa xương cốt bên trong sinh vật, quái vật đá cũng nhanh chóng không thể chịu nổi, tảng đá nứt toác ra, bên trong có một chất lỏng màu tím chảy xuống đất. Cuối cùng, cái dịch tím này bốc hơi, hóa thành luồng năng lượng màu tím, bị Thiên Anh hấp thu, trở thành linh năng màu tím. Linh năng màu tím còn cao cấp hơn cả linh năng vàng kim, uy lực của nó ít nhất cũng phải gấp 3. Ngay khi linh năng màu tím vào Thiên Anh trong cơ thể, kết thành trận pháp, sau đó Ngô Bình lập tức có được một loạt năng lực, chính là năng lực có thể, nhanh chóng phục hồi cơ thể như cũ. Nói cách khác, có được loại năng lực này, cho dù là cơ thể anh hay Thiên Anh bị châm thành bao nhiêu miếng đi nữa, thì chỉ trong vài giây là có thể khôi phục lại như lúc đầu. Vì thế, dù con cá này có khởi động linh năng bên trong cơ thể như thế nào đi chăng nữa, thì cơ thể của nó vẫn là hai nửa. Dần dần, sinh mệnh của nó càng ngày càng yếu, Ngô Bình nhân cơ hội này để luyện hóa nó. Vài phút sau, con quái ngư lưỡi đời, trong mắt nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, cuối cùng hóa thành hai đường tinh tuyến bị Ngô Bình hấp thu luyện hóa. Linh năng màu đỏ còn cao cấp hơn rất nhiều, sau khi Ngô Bình hấp thu toàn bộ thì phát hiện ra linh năng này có một loại năng lực kỳ dị, đó chính là năng lực tiêu hóa tất cả mọi thứ. Vừa rồi, nếu như Ngô Bình bị nó nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt sẽ bị nóng chảy thành năng lượng cơ bản, biến thành chất dinh dưỡng cho quái ngư. Sau khi hấp thu linh năng màu đỏ, thập tứ trọng cấm của Ngô Bình bắt đầu hình thành, anh biết chỉ cần tiếp tục hấp thu linh năng màu đỏ thì thập tứ trọng cấm sẽ hoàn chỉnh. Chỉ Dung, nơi nào không nguy hiểm lắm, anh lại thỉnh giáo Chỉ Dung một lần nữa. Bạch Chỉ Dung cười cười chỉ qua bên trái mấy chục bước, Ngô Bình đi qua, một con rắn nước lao tới, nó to như một cái thùng nước, há miệng muốn nuốt Ngô Bình vào. Ngô Bình lập tức phóng Thiên Anh ra, đầu của Thiên Anh biến thành một ngọn núi nhỏ, miệng mở lớn, to cỡ như nóng nhà, chỉ một ngoạm là đã nuốt con rắn nước vào. Lúc này, linh năng màu đỏ có tác dụng, rắn nước nhanh chóng bị Thiên Anh tiêu diệt. Không chỉ lấy ra linh năng trong cơ thể của nó mà còn hấp thu cả cơ thể của con rắn nước. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên, diệu dụng của linh năng hoàn toàn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Nhưng vào ngay lúc này, Ngô Bình cảm giác tối cao cấm kỵ của mình thật sự bắt đầu hấp thụ trận pháp của linh năng màu tím, sau đó anh mới phát hiện ra, cấm kỵ tối cao trọng cấp thứ 13 đang bắt đầu thành hình. Xem ra, năng lực của linh năng cao cấp có thể được cấm kỵ hấp thu, cũng tạo ra một loại cấm kỵ mới. Hai mắt của Ngô Bình sáng lên, trông rất vui vẻ. Bạch Chỉ Dung lại không biết đã xảy ra chuyện gì,
cô chủ nhìn thấy Ngô Bình áp chế được quái vật đá, nên nhẹ nhàng thở ra, nói, công tử, tôi cảm giác khu vực phía trước đều rất nguy hiểm, có rất nhiều quái vật đá tương tự. Ngô Bình nói, mấy người ở tại chỗ này chờ tôi đi đến phía trước dò đường. Nhìn anh một mình đi về phía trước, La Cảnh Kỳ cảm khái, nói, cái chỗ quý quái này thật sự tà môn. Ban nãy con quái vật đá kia cho dù là bốn chúng ta có liên thủ lại cũng nhất định sẽ phải chết. Không ngờ tới, Lý Huynh chỉ cần ba đòn đã giải quyết được nó, sự chênh lệch này cũng rõ ràng quá rồi. Đúng thế Liễu Minh Tiên chân thành nói, hôm nay nếu như không phải Lý Huynh đưa chúng ta theo, vậy cơ hội sống sót của chúng ta cũng không cao. Bạch Chỉ Dung nhìn bóng lưng của Ngô Bình, trong ánh mắt toát lên sự sùng bái. Sau khi Ngô Bình đi được mười mấy dặm, lập tức phát hiện tảng đá tương tự như thế, chỉ là lớn hơn cái ban nãy một chút. Không ngoài dự đoán, anh vừa đến gần thì tảng đá kia lập tức sống dậy, xuất hiện một con quái vật bốn chân, có tám cái tay cầm tám cây trường mâu công kích anh. Cấm kỵ của Ngô Bình đã luyện hóa linh năng màu tím, còn có được năng lực của đối phương, anh lập tức thi triển kiếm pháp lao vào đánh nhau với con quái vật đá này. Quái vật đá này tuy rằng rất mạnh nhưng chúng nó đều có cùng một khuyết điểm chính là kỹ năng chiến đấu không bãng được Ngô Bình. Kiếm pháp của Ngô Bình chính là thứ duy nhất có thể đánh được chúng. Chưa đến 5 phút, con quái vật đá này đã biến thành một đống đá vụn, bị bát quái sát trận luyện hóa. Bên trong nó cũng là linh năng màu tím, sau khi bị Thiên Anh hấp thụ thì ngay sau đó lại bị cấm kỵ luyện hóa. Cũng giống như lời của Bạch Chỉ Dung, trong phạm vi trăm dặm có 20 mất con quái vật đá, kích cỡ lớn bé to nhỏ có đủ. Những con quái vật đá này đều có linh năng màu tím, Ngô Bình vừa giết vừa luyện từng con một. Sau khi anh hấp thu linh năng càng lúc càng nhiều, trong cấm thứ 13 cũng dần dần hoàn thành. Sau khi giết đến con quái vật đá thứ 21, hấp thụ linh năng màu tím cuối cùng cũng hoàn thành xong cấm kỵ tối cao trọng cấm thứ 13. Ngô Bình phát hiện ra, trọng cấm thứ 13 chính là màu tím. Mượn sức trận pháp linh năng màu im, nó thăng cấp năng lực trùng sinh của cấm kỵ toàn diện, biến thành trạng thái nhanh chóng khôi phục, mà một khi tử vong, thì sẽ lập tức có được năng lực sống lại kinh thiên. Sau khi trở lại chỗ ban đầu, đã qua mười mấy canh giờ. Bốn người Bạch Chỉ Dung cũng không vội vã, bọn họ chỉ hoạt động ở khu vực gần đó, cũng dựa vào linh năng trên người để đánh chết một số sinh vật nhỏ yếu, có được một ít thu hoạch. Sau khi Ngô Bình trở về, lập tức phần linh năng màu vàng kim cho bốn người, cũng dạy cho bọn họ cách sử dụng như thế nào. Linh năng màu vàng kim có thể mạnh hơn linh năng màu trắng rất nhiều, thực lực của bọn họ được tăng lên rất lớn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ngô Bình lập tức dẫn theo Bạch Chỉ Dung đi đến phía trước. Sau khi đi lên trước khoảng trăm dặm, đột nhiên xuất hiện một cái hồ. Trên đường đi tới, Ngô Bình chưa thấy một giọt nước, vậy mà nơi này lại có một cái hồ, thật sự khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Cách hồ vài dặm, gương mặt của Bạch Chỉ Dung đột nhiên trắng bệch, run giọng hỏi, công tử, tôi cảm giác bên trong đó có sinh vật cực kỳ đáng sợ. Ngô Bình nhướng mày, còn đáng sợ hơn cả con quái vật đá kia sao? Bạch Chỉ Dung gật đầu thật mạnh, còn mạnh hơn bọn chúng gấp 10 lần. Ngô Bình nheo mắt lại, còn mạnh hơn cả linh năng màu tím, vật nhất định là một linh năng cao cấp. Anh cười hỏi, Bạch cô nương, hình như cô có một cảm giác thần kỳ đối với loại sinh vật này. Bạch Chỉ Dung nói, công tử, từ nhỏ tôi đã có năng lực cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm. Lúc nhỏ tôi từng bị đàn thù đuổi giết, 13 người lớn đi với tôi đều bị giết, chỉ có tôi là anh trai còn sống. Là nhờ năng lực này nên tôi có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm trước một khoảng thời gian. Ngô Bình, loại năng lực này của cô phi phàm, khó trách cô lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, trở thành một trong thiên kiêu của nhân tộc. Bạch Chỉ Dung cười nói, nhưng chút năng lực này so với thực lực mạnh mẽ của công tử không đáng để nhắc đến. Ngô Bình nghiêm mặt nói, không, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bạch cô nương, cô có dám đi bắt giết sinh vật kỷ nguyên với tôi không? Bạch Chỉ Dung gật đầu thật mạnh, tôi dám. Ngô Bình vô cùng vui vẻ, nói, Bạch cô nương xin yên tâm, tôi nhất định có thể bảo vệ cô chu toàn. Đến lúc đó, cô chỉ cần giúp tôi chỉ ra mức độ nguy hiểm là được. Cái anh muốn, thật ra là sức phán đoán nguy hiểm của Bạch Chỉ Dung. Thời gian ban đầu, đương nhiên cần phải hạ thủ đối với những sinh vật yếu đuối trước, sau đó dần dần tăng độ khó lên. Nhưng mà vấn đề là bản thân anh không có cách nào phán đoán chính xác. Bởi vì thế, cần phải có Bạch Chỉ Dung hỗ trợ. Bạch Chỉ Dung cười nói, công tử gọi tôi là Chỉ Dung là được. Ngô Bình gật đầu, Chỉ Dung, chúng ta xuất phát đi. Anh bảo ba người còn lại chờ tại chỗ, chỉ đưa theo Bạch Chỉ Dung đi đến phía trước để thăm dò.
Hai người đến gần chỗ cái hồ, cách khoảng 30 bước thì Bạch Chỉ Dung bỗng nhiên dừng lại, nói, công tử, bên trái, bên kia ít đáng sợ hơn. Vì thế Ngô Bình từ đi về bên trái, đi khoảng cỡ hơn 100 mét thì Bạch Chỉ Dung mới gật đầu. Vì thế, anh tiếp tục đi gần đến chỗ cái hồ, vừa đến bên cạnh hồ thì trong nước lập tức bay ra một cái lưỡi màu xanh. Lục, nó bắt Ngô Bình đi, kéo vào bên trong nước. Nhưng hai chân của Ngô Bình biến hóa trong nháy mắt, sức mạnh cấm kỵ xuyên vào lòng đất, hai đùi giống như đại thụ cầm rễ vào trong mặt đất, vô cùng kiên cố. Con quái vật trong hồ không kéo được Ngô Bình, ngược lại lại xé rách bản thân ra. Đó là một con quái ngư dài hơn 3 mét, đầu tròn, đôi mắt đang trừng của nó đỏ như máu, cái miệng khổng lồ mở ra, đang muốn lao đến gần Ngô Bình. Ngô Bình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, 13 trọng cấm được kích hoạt toàn lực, một kiếm của anh lập tức chém quái ngư ra làm hai nửa, ngay sau đó khởi động bát quái sát trận, trong nháy mắt đã vây được con quái ngư này lại. Con cá lớn liều mạng giãy giụa, cơ thể khôi phục một cách nhanh chóng. Nhưng mà, trọng cấm thứ 13 của Ngô Bình cũng có khả năng khôi phục, đồng thời cũng có khả năng ngăn cản khả năng khôi phục của đối thủ. Vì thế, dù con cá này có khởi động linh năng bên trong cơ thể như thế nào đi chăng nữa, thì cơ thể của nó vẫn là hai nửa. Dần dần, sinh mệnh của nó càng ngày càng yếu, Ngô Bình nhân cơ hội này để luyện hóa nó. Vài phút sau, con quái ngư lĩa đời, trong mắt nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, cuối cùng hóa thành hai đường tinh tuyến bị Ngô Bình hấp thu luyện hóa. Linh năng màu đỏ còn cao cấp hơn rất nhiều, sau khi Ngô Bình hấp thu toàn bộ thì phát hiện ra linh năng này có một loại năng lực kỳ dị, đó chính là năng lực tiêu hóa tất cả mọi thứ. Vừa rồi, nếu như Ngô Bình bị nó nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt sẽ bị nóng chảy thành năng lượng cơ bản, biến thành chất dinh dưỡng cho quái ngư. Sau khi hấp thu linh năng màu đỏ, thập tứ trọng cấm của Ngô Bình bắt đầu hình thành, anh biết chỉ cần tiếp tục hấp thu linh năng màu đỏ thì thập tứ trọng cấm sẽ hoàn chỉnh. Chỉ Dung, nơi nào không nguy hiểm lắm, anh lại thỉnh giáo Chỉ Dung một lần nữa. Bạch Chỉ Dung cười cười chỉ qua bên trái mấy chục bước, Ngô Bình đi qua, một con rắn nước lao tới, nó to như một cái thùng nước, há miệng muốn nuốt Ngô Bình vào. Ngô Bình lập tức phóng Thiên Anh ra, đầu của Thiên Anh biến thành một ngọn núi nhỏ, miệng mở lớn, to cỡ như nóng nhà, chỉ một ngoạm là đã nuốt con rắn nước vào. Lúc này, linh năng màu đỏ có tác dụng, rắn nước nhanh chóng bị Thiên Anh tiêu diệt. Không chỉ lấy ra linh năng trong cơ thể của nó mà còn hấp thu cả cơ thể của con rắn nước. Hơn 10 phút sau, Thiên Anh phun ra một đống tạp chất màu đen rồi ợ hơi một cái. Sau khi hấp thu linh năng màu đỏ thì thập tứ trọng cấm của Ngô Bình lại dần hoàn thiện thêm một chút. Tiếp đó, dưới sự nhắc nhở của Bạch Chỉ Dung, anh dần dần đi săn lùng những sinh vật mạnh hơn ở kỷ nguyên này. Ở trong cái hồ này phần lớn sinh vật đều có linh năng màu đỏ, Thiên Anh cứ nuốt từng cái một. Sau khi nuốt khá nhiều, linh năng càng nhiều thì năng lực tiêu hóa của nó càng mạnh. Sau khi nuốt mấy chục sinh vật kỷ nguyên, thập tứ trọng cấm của Ngô Bình dần dần được hình thành hoàn thiện. Ngay khi thập tứ trọng cấm được hình thành hoàn chỉnh, anh lập tức có được một loại quyền năng đáng sợ, đó là cướp đoạt. Loại năng lực này thông qua việc cần nuốt vạn vật, mà tự cung tự cấp cướp đoạt đi những năng lực, thần thông, khí vận mà thứ bị nuốt sở hữu, khiến nó hoàn toàn không còn một cái gì cả. Thậm chí, khi tu luyện đến trình độ cao, còn có thể cướp đoạt được năng lực của cường giả Tề Thiên. Sau khi thập tứ trọng cấm của Ngô Bình hoàn chỉnh, anh lập tức săn giết hơn 10 sinh vật. Sau đó đưa linh năng của bọn chúng cho đám người La Cảnh Kỳ. Ba người hội La Cảnh Kỳ cảm thấy xấu hổ, Bạch Chỉ Dung còn đi giúp, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ ba người bọn họ cũng chỉ ngồi nhìn, ngồi mắt ăn bát vàng. Bây giờ có được linh năng màu đỏ, mấy người bọn họ cũng không còn yếu nữa, nên dần dần di chuyển quanh hồ. Ngô Bình cũng không hạn chế bọn họ nữa mà tiếp tục đi vào hướng giữa hồ. Bạch Chỉ Dung nói với anh, càng vào sâu trong hồ thì sinh vật càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng bọn nó lại sống sâu dưới đáy hồ, sẽ không trồi lên trên bờ. Lần này, Ngô Bình đã học được cách ngụy trang, anh khởi động linh năng màu đỏ, biến thành một con cá vừa béo vừa ngụ, dài hơn 5 mét, từ từ bơi vẽ phía giữa hồ. Khi đến giữa hồ, anh từ từ bơi xuống dưới, được khoảng mấy trăm mét thì anh lập tức nhìn thấy có một con dao long dài mấy chục mét đang bơi tới. Con dao long này toàn thân màu bạch ngọc, bộ râu của nó hài đến 1 mét, đôi mắt to như một cái đèn lồng. Phát ra ánh sáng màu xanh. Khí tức của con bạch dao này rất mạnh mẽ, nhìn thấy con cá lớn do Ngô Bình biến thành, trông anh rất ngon miệng, nó lập tức bơi lại chỗ này, cái miệng lớn mở ra, muốn nuốt Ngô Bình. Ngay lúc dao long vừa đến gần, con cá do Ngô Bình biến thành lập tức to lên gấp 10 lần, con cá mở miệng ra hút vào,
lập tức hút cả Bạch Giao vào bên trong bụng, cũng thi triển năng lực cướp đoạt. Năng lực của quyền binh, đã là thủ đoạn của cường giả tẽ thiên cảnh, con giao long này tuy là bá chủ trong hồ cũng không có cách nào phản kháng. Nhưng chỉ một lát sau nó lập tức trở nên vô cùng suy yếu, linh năng màu xanh lơ trong cơ thể lần lượt trào ra. Chỉ qua vài phút sau, con cá lớn phun ra một ít cặn xương và vật chất màu đen, anh hoàn toàn tước đoạt đi năng lượng và sinh mệnh của con Bạch Giao. Linh năng màu xanh lơ còn cao cấp hơn linh năng màu đỏ một chút, hơn nữa con giao long này vô cùng mạnh mẽ, là một trong những bá chủ bên trong hồ. Nuốt nó, một phần của thập ngũ trọng cấm của Ngô Bình dần hiện ra. Sau khi nuốt Bạch Giao, Ngô Bình tiếp tục hóa thành một con cá lớn ngốc nghếch, từ từ du đãng ở trong nước. Chờ đến khi anh hoàn toàn tiêu hóa được năng lực của Bạch Giao, thì lại xuất hiện một con cá sấu cực lớn. Trong hồ này, có đủ các loại cá, có giao có cá sấu, Ngô Bình đã hiểu rõ, ở kỷ nguyên này có rất nhiều sinh linh, tất nhiên những sinh vật tồn tại ở thời đại này cũng đã tồn tại trong thời đại trước. Chỉ là không biết những sinh vật này có quan hệ với cá sấu và giao ở trong thời đại của anh hay không. Con cá sấu này dài 37 mét, nó nhanh chóng phát hiện ra Ngô Bình, lập tức xông đến muốn ăn thịt anh. Ngô Bình chuẩn bị lặp lại kế hoạch cũ của mình, nuốt chửng con cá sấu trong một lần. Nhưng ngay khi con cá sấu cách anh được hơn 10 mét thì giống như nó đã cảm nhận được cái gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình mắng một tiếng, lập tức chạy đuổi theo. Vì thế, dưới hồ xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, một con cá mè hoa dài vài mét truy đuổi một con cá sấu lớn, bá chủ trong hồ. Trung quy Ngô Bình vẫn nhanh hơn một chút, vừa đuổi theo cá sấu vừa há cá miệng rộng ra, một hơi đã nuốt chửng con cá sấu vào trong bụng, chỉ 2 phút đã tiêu hóa hoàn toàn. Trong khoảnh khắc nuốt con cá sấu vào, sâu bên trong linh hồn của Ngô Bình lập tức sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt, giống như anh đã đói bụng đến mấy trăm triệu năm. Thế nhưng loại cảm giác này chỉ đột nhiên lóe lên rồi biến mất, cảm giác ăn uống no say lập tức lấp đầy ý thức của anh. Năng lượng của con cá sấu còn nhiều hơn so với giao long. Trong một khoảng thời gian ngắn, thập ngũ trọng cấm đã hoàn thành được 1/3. Cứ như vậy, Ngô Bình hóa thân thành kẻ săn mồi đi đuổi giết khắp đáy hồ, sau khi đuổi giết được 5 bá chủ trong hồ, cấm kỵ tối cao thập ngũ trọng cấm của anh cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thập ngũ trọng cấm thật ra đã thoát khỏi phạm trù cấm kỵ tối cao, chỉ là có rất ít người biết được thập ngũ trọng cấm hay những cấm kỵ cao hơn có hình thái như thế nào, cho nên gọi chung là cấm kỵ tối cao. Trọng cấm vừa được hình thành, Ngô Bình lập tức có được một loại năng lực mới, động sát. Có được loại năng lực này là có thể nhìn thấu được thủ đoạn của đối thủ, tìm ra nhược điểm, giết chết đối phương trong một đòn. Có được thập ngũ trọng cấm, Ngô Bình biết đã đến thời điểm sử dụng thập đồ. Thập đồ là pháp bảo kỳ nguyên, anh có được thập ngũ trọng cấm nhưng chỉ có thể phát huy được một phần sức mạnh của thập đồ, tuy rằng chỉ có một phần, nhưng như vậy cũng đủ để chém giết cường giả tẽ thiên cảnh. Từ trong cấm kỵ môn anh gọi thập đồ ra. Thập đồ cảm nhận được khí tức cấm kỵ cường đại từ Ngô Bình, nó vô cùng vui vẻ, chúc mừng chủ nhân đã tấn chức thập ngũ trọng cấm. Ngô Bình nói, thập đồ, chúng ta đang ở trong mảnh vỡ kỷ nguyên, tiếp theo cần người cùng tác chiến với ta. Thập đồ cực kỳ phấn khích, bên trong mảnh vỡ kỷ nguyên à. Hay lắm, năm đó ta cũng từng tới nơi này, nhưng đã phải chịu thiệt rất nhiều. Chủ nhân, ta biết được mấy chỗ, nơi đó tuy là nguy hiểm nhưng lại có truyền thừa cực kỳ quý báu. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên. Ô, người từng tới à? Được lắm, một lát nữa ngươi dẫn đường. Sau đó, anh trở lại bờ, bốn người Bạch Chỉ Dung vẫn đang đợi anh. Từ lúc anh đi vào trong hồ đến bây giờ đã là một ngày một đêm. Bạch Chỉ Dung nhẹ nhàng thở ra, trước đây cô còn có hơi lo lắng nhưng bây giờ đã lộ ra nụ cười tươi. Công tử, tôi biết anh sẽ không sao mà. Hơn một ngày, bốn người bọn họ cũng không ở không, mà đi bắt giết không ít sinh vật trong hồ, thu hoạch cũng kha khá. Ngô Bình gật đầu, xem ra mọi người đều có thu hoạch, sau này đã có thể tự bảo vệ mình. Tiếp theo, mấy người có thể tự mình hành động. Tôi muốn đi một nơi vô cùng nguy hiểm, không thể đưa mấy người theo được. Bạch Chỉ Dung không bỏ cuộc, nói, công tử, tôi không sợ nguy hiểm. Ngô Bình lắc đầu, một mình tôi còn có thể trốn, nếu như đưa mọi người theo tôi sợ không thể chăm sóc chu toàn được. Bốn người đừng tách nhau ra, hành sự cẩn thận, lấy năng lực hiện tại của các người, việc sinh tồn không phải là vấn đề. La Cảnh Kỳ ôm quyền nói, Lý Huynh, mấy ngày nay được sự bảo vệ của Huynh, thực lực của bọn tôi đều được tăng lên đáng kể. Xin yên tâm, bọn tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân. Ngô Bình gật gật đầu, lại phân phó thêm vài câu, lập tức bay đi. Nhìn khí tức kinh người của Ngô Bình, Liễu Minh Tiên cảm khái, nói. Thực lực của Lý Huynh lần này thăng thêm không chỉ gấp 10 lần đâu.
Trong mảnh vỡ kỷ nguyên này thật sự đang mài giữa con người mà, chúng ta cũng phải nỗ lực. Ngô Bình dựa theo chỉ dẫn của thập đồ, bay đến một hướng. Sau khi bay mấy ngàn dặm, anh lập tức nhìn thoáng qua mặt đất bên dưới, nhìn thấy một cô gái kiểu diễm đang bị mười mấy con sói bao vây. Cô ta không phải nhân loại, mà là thiên kiêu của hồ tộc, thế nhưng cô ta đã tu thành nhân thân. Trên người của cô ta có mười mấy vết thương, máu tươi chảy ra đầy đất, thương thế rất nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ, có lẽ cô ta không thể căm cự được bao lâu nữa. Ngô Bình hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp xuống trước mặt của cô ta, chặn đàn sói xám lại. Con sói xám hơi giật mình, lập tức lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào anh. Ngô Bình lạnh lùng nói, cút, trong cơ thể của những con sói xám này đều có được linh năng màu đỏ, thực lực của chúng cũng kinh người. Nhưng dưới sự uy hiếp của Ngô Bình, bầy sói run tẩy, vừa rên rỉ vừa từ từ lui về phía sau, cuối cùng là chạy như điên, dần như rất sợ Ngô Bình đuổi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 231.